Hoàng Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của máy trợ thính kỹ thuật số hãng Bio ha. Model này là CHD18, giá của hãng là 1.600.000 ha, bảo hành 1 năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui máy nha. Thì đây là cái dòng máy trợ thính không dây nên nó khá là gọn. Nó cần rất là út ha. Đây là cái hộp rất là đẹp để chúng ta có thể mang theo nè. Bên trong thì khi chúng ta mua sẽ có được rất là nhiều phụ kiện ở trong đây. Rồi bây giờ mình cùng khui máy ha. Đây chúng ta mở nắp ra. Rồi cả nhà thấy bên trong máy khi mà chúng ta mới mua về nó sẽ như thế này. Chúng ta phải có một cái cục nhựa dẻo, chúng ta lắp vào đây chúng ta mới gắn vào tay được. Rồi cái máy này thì chúng ta có thể sử dụng cả bên tay trái và tay phải đều được. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta phải tháo cái đầu này ra để chúng ta thay cái cọng dây cho bên trái và bên phải phù hợp nha. Thì ở trên cọng dây nó có ký hiệu nè 2B màu đỏ. Màu đỏ là nằm bên tay phải. Còn không á, chúng ta cứ đặt cái máy này lên bàn tay nè. Cả nhà mình thấy ha, đặt lên bàn tay. Mình đặt lên bàn tay nha. Thì cái cọng dây nó hướng vô. Đó là bên tay phải nha. Còn ví dụ như chúng ta đặt ngược nè. Đó, thì nó sẽ quay ra. Đây là hướng, này là bên trái là không đúng. Thì cái thân máy là giống nhau. Còn cái tay trái tay phải thì chúng ta sẽ có cái phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ xây cái này ra để chúng ta thay cái con dây khác. Nếu mà 2B, chữ 2B trên đây là màu xanh thì nó là bên tay trái. Còn không thì cả nhà cứ lắp vào thử là biết liền. Đó, mình sẽ tháo cái thân máy ra như thế này. Rồi mình giả sử mình thay cái bên tay phải nha. Đó, mình dặn vào giống như dặn nút chai thôi. Đó, mình xây vào. Rồi khi chúng ta lắp xong ha thì mình sẽ có một cái đầu nhựa dẻo. Bên trong phụ kiện chúng ta sẽ có 3 đầu nhựa. Bên trong mình có pin nè ha, này là xài pin 13 cả nhà nha. Rồi đây là phụ kiện trái và phải nãy Hoàng Sơn nói nè, 2B màu xanh và 2B màu đỏ nè. Rồi bên trong chúng ta sẽ có một cái đầu bàn chải vệ sinh. Và ở đây là ba cái núm nhựa gắn vào lỗ tai mình á. Ví dụ chúng ta có đầu trung, đầu lớn hoặc đầu nhỏ để chúng ta chọn cho phù hợp với tay của mình. Hoàng Sơn đang chọn cái loại lớn nhất. Và cái này nó rất là mềm nên cả nhà cứ yên tâm, khi mà chúng ta nhét sâu vào lỗ tai á nó sẽ không có đau. Rồi mình sẽ lắp vào nha, nó có cái đầu nhựa nè. Chúng ta cắm vào. Chúng ta nắm chặt nó, chúng ta cắm vào trong cái núm nhựa. Rồi. Bây giờ thấy không? Nó có hai lớp, hai tầng. Đó nên là chúng ta sẽ không có sợ đau lỗ tai. Với lại khi mà nhét kính vào lỗ tai á thì âm thanh nó sẽ đi vào trong, nó sẽ không có bị hú và chúng ta nghe rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta nhét mà bị hở như vậy nè, âm thanh nó thoát ngược ra, ví dụ như lỗ tai vậy ha, mà nhét nhưng mà hở nó thoát ngược ra thì nó hú, giống như là cái micro với cái lo mà chúng ta karaoke mà gần nhau nó hú. Rồi chúng ta cứ nhét sâu vào ha, nhét sâu tại cái lỗ tai mình, càng vào sâu bên trong nó càng nhỏ. Rồi và sẽ hướng dẫn lại nè. Mình sẽ lắp vào bên tay. Rồi chúng ta sẽ nắm cái đầu nhựa như này, chúng ta cứ nhét sâu vào trong. Rồi cái thân máy thì nó sẽ nằm ôm sát trên bàn tay nè. Cả nhà thấy không? Đây. Nó sẽ rất là gọn đẹp và nó sẽ không có rớt đâu. Nó ôm rất là sát. Rồi cách sử dụng ha, chúng ta sẽ lắp pin vào ở bên dưới của cái máy. Cái máy chúng ta sẽ có cái bộ phận gì đây? Đây. Ở dưới đây là chúng ta bật hết ra, đó là cái nắp pin ha. Chúng ta sẽ bỏ cái đầu nhỏ vào trong và cái đầu lớn nằm ở trên đây. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ lột cái miếng bảo vệ của viên pin ra. Rồi chúng ta lắp viên pin vào ha. Cả nhà thấy không? Lắp nó có cái đầu cộng ở trên cái nắp pin, chúng ta nhìn thấy luôn. Ok, cái đầu cộng trên nắp pin ha. Và viên pin cái đầu cộng trên dấu cộng này chúng ta đậy lại nè. Khi chúng ta không xài thì chúng ta bật cái nắp pin ra thì coi như là tắt máy. Và khi nắp pin bật ra như vậy thì cũng không bị sợ chảy pin hư máy nha, khá là an toàn. Rồi khi mà chúng ta lắp máy vào, lắp pin vào thì chúng ta sẽ có một cái nút ở chỗ này. Nó sẽ có hai chức năng, một á là chức năng bình thường trung bình, hai là chức năng nghe ngoài trời lọc nhiễu. Thì chúng ta bấm vào, đầu tiên á chúng ta chỉnh cái volume từ số 1 cho đến số 4 nha. Ví dụ như chúng ta chỉnh volume cỡ số 2 và chúng ta nghe thử. Nếu mà lớn quá thì chúng ta dặn nhỏ lại, còn nếu mà nhỏ quá thì chúng ta tăng lên.
Rồi khi mà chúng ta bấm vào cái nút nút này nè, cái nút ra đây chúng ta có hai nút, là một nút volume là chỉnh lớn nhỏ, cần cái nút này là chọn chức năng. Bấm một cái mà nghe tiếng một tiếng beep, à tức là chúng ta nghe bình thường. Bấm cái hai tiếng beep tức là chúng ta nghe ở chức độ mà lọc nhiễu ha, lọc tiếng ồn. Rồi chúng ta sẽ chọn một trong hai chức năng đó, cảm thấy âm thanh nào mà chúng ta thích thì chúng ta giữ lại. Rồi chỉnh volume vừa đủ nghe, nhỏ quá thì mình không nghe được, còn lớn quá thì mọi cái tiếng khác ồn lên, ví dụ giống như khi chúng ta nói chuyện rồi tiếng xe máy hoặc những người xung quanh nói chuyện sẽ ồn lên, nên là chúng ta chỉnh vừa đủ nghe cả nhà ha, vừa tiết kiệm pin nhưng mà vừa cảm thấy thoải mái nữa. Rồi mình có thể chỉnh lớn nhỏ được, và cái nút chức năng một tiếng bếp hai tiếng bếp nha, còn tắt máy bật ra. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng của cái máy trợ thính không dây. Rồi đây là dòng kỹ thuật số mà giá cũng khá là rẻ, tại trên thị trường có nhiều cái thương hiệu khác giá tầm từ vài triệu cho đến vài chục triệu. Còn có gì thắc mắc thì cả nhà mình có thể gọi cho Hoàng Sơn. Ví dụ như dòng máy trợ thính là có dây, cái công suất là lớn nhất ha. Ví dụ giống như ông bà lớn tuổi muốn nghe cái công suất lớn thì bắt buộc phải xài máy trợ thính có dây. Nhưng mà máy trợ thính có dây thì giá tiền nó lại rẻ hơn, giống như cái dòng máy ở đây là 500 ngàn thôi, còn dòng máy này là 1,6 triệu. Còn dòng máy mà có thể sạc pin hoặc là nghe điện thoại đó, thì nó tới 3,6 triệu một cặp đó. Cả nhà mình có thể gọi điện trực tiếp đến Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc là những cái dòng máy khác của máy trợ thính trên thị trường. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.